Minh Tâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào tối ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3, 2016, có một cuộc tranh tài thật là sôi nổi ngay tại thành phố Houston trên con đường Bel Air, đó là Battle on Bel Air cho một cái Amateur Exhibition MMA, gọi tắt của Mixed Martial Arts. Kính thưa quý vị, đây là một cái môn thể thao mà có lẽ là được giới thiệu cái này không được bao lâu, nhưng mà nó đã từ dần dần rất là nổi tiếng và được giới trẻ rất là yêu thích. Quý vị muốn biết cuộc tranh tài hôm nay như thế nào, xin quý vị hãy cùng đón xem với Minh Tâm những chi tiết sau đây. Gọi được những võ sĩ đến đây để mà tranh tài ngày hôm nay vậy anh? Dạ cũng được sự nhờ sự giúp đỡ của các anh em trong GoPlay Promotion thì put together khoảng chừng 3 tới 4 tháng thì có những anh em đã biết có những cái võ đường vòng vòng đây, nhưng mà chủ yếu là mình muốn promote cho những võ sĩ người Việt để ủng hộ với cái phong trào MMA. Vậy thì không biết là anh Bình có biết đánh võ không? Dạ không. Dạ không, em không biết đánh võ. Anh không biết đánh võ nhưng mà anh thích promote cho những người Việt. Dạ, mình nghĩ cái môn võ thuật đó là cổ truyền của Việt Nam, thì mình cũng muốn đem cái này ra nước ngoài. Thì giống như là hồi đó giờ chưa có ai làm cho cộng đồng người Việt ở đây, thì mình cũng ráng đem cái này về cho cộng đồng người Việt. Theo Minh Tâm biết thì là hôm nay sẽ có một võ sĩ người Việt, thì võ sĩ người Việt đó có ở trong thành phố Houston không anh? Dạ có người võ sĩ người Việt, nhưng mà cái này mình bí mật, mình không có nói tên, nhưng mà sẽ có một vị, cái người đó sẽ cuối cùng và sẽ có một Houston. Wow, thì có thể nói là rất là mong muốn được gặp cái võ sĩ người Việt đó, nhưng mà theo Minh Tâm thấy là hôm nay cái chương trình nó rất là thành công, tại vì hiện giờ mình thấy tâm thấy rất là đông. Thì anh có những cái hoài vọng nào khác hay không thưa anh sau cái cuộc đấu này? Mình cũng hy vọng cái sự ủng hộ của tất cả cộng đồng người Việt ở đây để đem cái chương trình này và đem cái MMA, cái võ thuật của Việt Nam ra người nước ngoài. Thì nếu mà không có quý vị khán giả thì sẽ không có gì hôm nay. Xin chúc anh thành công để mà mang đến cái môn thể thao này mới đến cho quý khán giả Việt Nam, cũng như là giới thiệu những võ của người Việt Nam mình cho đến cho cộng đồng. Your mind when you fight that your first fight? Well, I just go back to all my training, all my hard work I put in. I think about everything I've done, everything I didn't do, and I just put that all into one night, and I take one look at my opponent, and I pretty much I just go from there. Where did you train? I trained for Shoot the Box Jiu-Jitsu on Highway 6 in West Bedford. Wow, how long have you been training? Well, I've been competing for actually 2 years now, and I've been training for about 5. So how many fights have you been fighting? Well, right now my record is officially 3-0. Okay, so are you going to do it say a professional career? They're talking about April 8th. They're going to put me on a professional card for my first one. So
pretty much just stay tuned for Time Bomb. Chào. Hi Joe. So, are you ready? Yes, I'm ready. Yeah, ready to go. So, how many fights have you fought before? This is gonna be my first in the ring, right? You know, amateur. Okay. So. So where you train? I train with Victor Pelote at Dark Side, right? So. What are your martial arts? Your style? Muay Thai. Yes. Oh wow. Right now, have you been prepared for this fight? How long? I've been like just straight training for the last three months now, right? I just took a day off the other day. Thưa quý vị, hôm nay có một võ sĩ người Việt Nam, đó là em Tony Nguyễn. Hello Tony. Chào Trong. Chào. Em nói tiếng Việt giỏi không? Dạ, cũng ăn. Tại sao em lại chọn đấu võ MMA vậy? Đấy, con muốn lộn cho vui, con thích làm này, làm để cho cái community Việt Nam làm để cho người ta biết mình không phải mi trắng mi đen chỉ mình Việt Nam. Vậy em train bao lâu rồi? Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. Yeah. Vậy em đánh võ gì? Bắn võ Muay Thai á. Muay Thai xong wrestling. Yeah. Vậy hiện tại là em đang train ở đâu? Four Ounce Fight Club. Vậy à? Yeah, trong Houston, Texas. Yeah. Vậy ngày hôm nay em tới này để mà fight, em có cái expectation gì hay không? Chỉ chơi đâu muốn lộn, chơi vui thôi. Yeah. Nhưng mà nhiều người cũng có nghĩ là cái môn thể thao này pretty brutal. Yeah. So em nghĩ thế nào? Dữ vậy không có. If you stay calm, cũng được. Stay calm, không có dữ nhiều á. Nhưng mà phải thấy hết đồ nha. Nhưng mà nó là một cái môn sport phải em hả? I'm sorry. But this is a sport. Yeah, it's a sport. Làm cho vui thôi. Chứ không biết nữa. Chứ không biết dữ. Chào vô đó. Không có nhiều. Chỉ làm. Chỉ muốn lộn thôi. Thank you.
một số hình ảnh của cuộc thi đấu Battle on Bel-Air. Wow, thật là một trận đấu thật là nóng bỏng, kính thưa quý vị. Những người chiến thắng thật là deserve, cũng như là những ai mà thua thì cũng không buồn lòng, vì có thể sẽ bắt đầu cho những trận đấu khác nhau. Cũng thật là cảm ơn anh Bình là người tổ chức ra cái cuộc đấu ngay tại Bel-Air này, và mong rằng sẽ có những cuộc đấu kế tiếp theo ở ngay tại thành phố Houston để mà cho tất cả quý khán giả cùng xem qua. Và đây là một môn thể thao rất là lành mạnh, có một vài cái phải nói là hấp dẫn nữa, nhưng mà cũng có thể không có nhiều người, nếu mà hơi yếu tim một chút thì sẽ hơi hoảng sợ, nhưng đây là một cái môn thể thao rất nổi tiếng hiện tại. Mong rằng những hình ảnh vừa qua quý vị cũng đem lại cho quý vị một vài phút mà thoải mái xem lại những cái võ thuật mà quý những người mà thi đấu hôm nay đã cho quý vị xem qua. Hy vọng quý vị vẫn xem những chương trình giới của chúng tôi. Xin kính chào quý vị.